Đừng buồn em ơi, khi lỡ nói yêu anh rồi, còn lòng chi nữa, hỡi em xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau em sẽ không quên, chỉ có em thôi, dù mai bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ, và anh đã biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau, em đã cho anh to hơn ai. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca anh viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim anh có hình bóng mai kia, đâu chỉ riêng anh. Riêng tặng em, và anh biết trái tim em có hình bóng mai kia, đâu chỉ riêng anh. Quá tuyệt vời ạ. Nhân vật bí ẩn của chúng ta đó chính là phải nhìn kỹ phải để tìm Phương Thắng phải không? Trời thương quá vậy. Cái gì vậy mọi người sao vậy? Chết thiệt rồi. Không, em nghe rất là quen luôn, chẳng qua là em chưa nhớ ra là em đã nghe ở đâu. Em là có ai nghe thôi. Em có nghe cái giọng rock mà vãi biết em sẽ cái giọng rock không, cái giọng đó không phải là cái giọng của chị Phương Thanh. Phương Thanh bên đây bị sổ mũi nên cái giọng nó như vậy. Không, người này là hay dẫn chương trình với anh Quyền Linh lắm á nha. Chính vì vậy mà tại sao hồi nãy có một cái chi tiết mà mọi người không nói, có nghĩa là hai cái người đã ăn xong thì đi vô với nhau, xong rồi giống như là ngồi cái ghế, giống như là dẫn chân chung một chương trình vậy đó. Dẫn chương trình với anh Quyền Linh gồm có chị Hồng Vân. Dạ, nhưng mà nếu mà nhắc tới anh dẫn chương trình chung với anh Quyền Linh thì đa số mọi người sẽ nhớ tới chị Cát Tường. Đúng rồi, chị Cát Tường là xuất thân là ca sĩ nha. Đúng rồi. Dạ, vậy ba thấy truyền hình mà. Dạ, cái đó em có biết, nhưng hôm nay chị Cát Tường đang ở Đà Nẵng. Thông tin đó bao nhiêu phần trăm ạ? 100%. Chị Phương Thanh hiện tại đang ở đây. Không, em chắc chắn đây không phải là chị Phương Thanh luôn. Hỏi đi ạ. Ở bên đó thôi. Ở bên đó ơi. Ở bên đó thôi. Hello, em thương quá. Nhớ mà. Thương đây là Thu Thủy. Không phải cái giọng xét xét mà gần lên mà em hay nghe. Em nghe ở đâu? Rất là quen luôn. Em với anh quen nhau lắm mà. Có một lần mà hai đứa mình đi ăn, anh nắm tay em qua đường. À, vậy là có rồi, nắm tay qua đường. Có một lần đi ăn nắm tay người ta qua đường. Qua đường của mình quá. Chắc nắm tay nhiều người phải không? Nắm tay đâu có anh. Mà cái thời anh nói cái gì cho anh nhớ nha. Nắm qua đường sau mà anh chỉ cái khách sạn, anh nói khách sạn này đẹp quá em. Trời ơi, thấy ghê chưa? Em chết rồi em ơi. Có bạn gái chưa? Dạ chưa. À không sao, nắm tay một người gái dắt qua cái, quán ăn này em. Nhưng mà sao cái bên có khách sạn đẹp quá em hả? Chưa có bạn gái thì được, không có bạn gái không được nha. Dạ. Nhưng mà em không có làm gì với ai bao giờ. Không có sao người ta nói.
Anh kêu em bằng em được không ạ? 2K3. 2K3 hả? Anh với em đã từng làm việc với nhau chưa ta? Hổn à. 2K3. Ba kịch bản. Xong rồi cuối cùng không có mời em, nói em trẻ hơn anh mà. Nhưng mà em nghĩ là hồi nãy anh Giang nói em hổn hổn, vậy là bên đây là lớn em. Ừ. Lớn em là chắc. 2K3. Phương thay thân phận đàn bà, lớn bao nhiêu tuổi cũng là phận anh. Phụ nữ không có tuổi. Thôi bây giờ anh chỉ luôn, bé này nó hay đóng phim web drama với em. Cái gì tự nhiên vậy? Khoan từ từ, em đang tập trung. À, ủa, có khi nào cho em hỏi cái nghệ danh của em á? Mất ngại nha, mất ngại. Ổn hả? Chị ơi, chị nghệ danh của chị là 2 chữ hay là 3 chữ? Nghe không có nghệ danh. Là tên thiệt luôn á. Là tên thiệt của em là tên thiệt của chị là 2 chữ hay là 1 chữ? 3 chữ. Châu Gia Kiệt. Thôi chọn đi, đây là ai? Anh có thể nhìn bằng tay bằng chân em không? Để anh nhớ lại lúc anh nắm tay. Dạ, cho em xin nhìn đồ bàn tay nếu anh nắm. Sát vô ạ. Đòi hỏi quá nhiều trong chương trình. Đúng rồi. Chân đi. Thôi em nắm tay cho em nhìn bàn tay đi, sao em nhìn bằng chân được? Thời gian nắm tay đã kết thúc rồi. Bây giờ tới lúc nắm chân, nắm không? Nắm luôn. Đây. Chân anh. Rồi, cho luôn. Nắm, nắm. Rồi, nắm tay nhau thật chặt. Bớt tay nhau thật đau. Rồi, được rồi. Bớt đi. Được rồi. Nắm hoài. Khoan nha. Em rất là dở. Khi em nắm mà em không có tập trung, em cứ nghe cái mùi hương không? Ủa, mùi hương mỗi lần thịt khác nhau, sao em biết tào được? Tào lao. Mùi hương cơ thể phụ nữ không bao giờ khác. Dầu thơm có thể khác. Em có nghe mùi lạp xưởng hồi nãy không? Đây là Diệu Nhi, nhà chuyên bán lạp xưởng. Diệu Nhi đã xuất hiện trong chương trình này. Giọng Nhi nó cũng khàn vậy. Giọng Nhi cũng khàn, y chang vậy. Vậy đó. Mà Nhi là chuyên bán lạp xưởng. Nghe cái tai mùi lạp xưởng không? Đoán đi ạ. Gì ạ? Chị Cát Phượng. Wow! Đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Đúng không ạ? Đúng. Tại sao nghe chị Cát Phượng? Đó giờ chị Phượng ít hát lắm. Nhưng mà hôm bữa em có nghe cái clip chị Phượng hát với chị Dạ. Cái giọng chị Phượng đặc biệt á, nó hay á, nó làm em ấn tượng. Và em nghe cái giọng lúc đầu á, chị không cố gần. Em nghe cái là em thấy em đã nghe ở đâu rồi. Cái sau cái chị cố làm cho cái giọng khác đi là muộn rồi, là em đã vô đầu cái đó rồi. Ok, muộn rồi. Em cũng muộn rồi. Em muộn rồi. Rồi chắc hồi nãy nữa. Hồi nãy nắm cái tay. Mặc dù anh Giang cố tình anh che lại, nhưng mà em thấy là anh cố tình là chắc chắn trên đây là có cái gì. Nhưng mà em thấy được một miếng. Miếng gì? Một miếng hình tâm ở đây. Thì hôm bữa em có đi cái live show của chị Hồn Hà. Thì tối đó em có đi ăn với lại Em ăn cái gì em nhìn tay người ta? Em ngồi đối diện vậy nè. Ngồi để vậy thì nói chuyện thì nhìn vô mặt chứ nhìn vô tay người ta chi? Hổn. Ủa kỳ vậy? Cho chọn lại đi nha. Anh đón chị Cát Phượng là sai hoàn toàn. Buồn quá. Chị Cát không bao giờ hát cái giọng gạo như vậy đâu. Quá mệt mỏi cho đi em. Tương lai sự nghiệp tan tành hơi mấy khói. Không lẽ chị Cát Tường nữa đâu. Tại vì nãy có anh Quyền Linh nữa. Nhưng mà em nghĩ là mọi người đang lái em. Hãy chọn theo con tim của mình. Mách bảo. Em chọn gì Cát Phượng á? Cát Phượng là lựa chọn cuối cùng. Âm nhạc. Đừng buồn em ơi, khi lỡ nói yêu anh rồi lòng chỉ nữa, hỡi em xin anh quên anh đi. Giây phút bên nhau
sẽ không quên. Chỉ có em thôi, dù mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ, và anh đã biết, biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau, em đã trao anh. Xin tặng em, và anh biết trái tim em có tình bóng mai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, cha trái anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca biết xin tặng em, và anh biết trái tim em có tình bóng mai kia đâu chỉ riêng anh. Và em sẽ không trách anh nữa, cha trái anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rồi. Steven Nguyễn, Đoàn Nhân Sát, nghệ sĩ Cát Phương. Thưa các anh chị, quý vị, bạn thân mến, là anh Quyền Linh với chị Phượng là có một mối thâm tình với nhau từ ngày xưa. Hả chị Phượng, thay em kể giùm em đi. À, cái clip đó là cũng lâu lắm rồi, cái đúng ngày 30 Tết. Ở ký túc xá thì mọi người về quê hết, chỉ có chị với anh Linh không có về được. Rồi xong anh Linh đói quá, anh Linh từ ký túc xá nam anh Linh đi xuống, anh Linh hỏi Phượng ơi anh đói quá mày có gì ăn không? Nó dạ em còn nồi cơm. Xong thì cái anh nói ờ vậy anh còn nước tương, một chén nước tương dầm ớt cay thì cay. Hai anh em ngồi lấy hai cái muỗng cứ chan vô cơm múc múc ăn hết nồi cơm, mà tự nhiên hai anh em cười rất là lớn, rồi xong cũng khóc rất là lớn. Đó là những kỷ niệm mình nhớ suốt đời không bao giờ quên được. Còn đây là một kỷ niệm dành cho mình trong chương trình này là cái Vương Miện, xin mời. Ôi là đầu tiên tôi mới thấy luôn đấy. Đi lại đứng đây chi vậy? Ủa, đứng đây chi phạt luôn. Trời anh Giang ơi, xuống dưới ngồi đi cưng. Xuống dưới ngồi đi cưng. À, dễ mà. Nhắm mắt xoay 20 vòng và chống xuống gì nè, dạng vậy đó. Xoay 20 vòng. Sau đó mở mắt ra, đá cầu 20 cái với chén bột trên tay. Trời ơi. Ha. Mời các anh chị ạ. Rồi, xoay 3, 2, 1, xoay 20 vòng. Đủ chưa? Mở mắt rồi, đá cầu đi ạ. 1, 2. Ê, mệt quá. 10 cái ạ. Sao lặng đá vậy? Đá đi, đá đi. Sao lặng rồi? Cái đồng đi. Thuận nè. Cái này tỉnh rồi mới đá nè, nãy lúc xoay xong mới đá. Đúng rồi, em xoay xong em phải đứng một hồi, em đứng 5 phút luôn anh. Thôi, nói chung bỏ qua phần phạt này đi, hơi khó khăn nha. Mỗi người phải vượt qua một thử thách nhỏ nha. Bây giờ em chỉ một địa danh là người ta phải hát bài hát có địa danh đó. Dễ không? Thành phố Hồ Chí Minh. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, quan vinh là mùa xuân đẹp nhất quê mình. Rồi, quá đơn giản. Long Xuyên, quê mình luôn đó. Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long, Vĩnh Long trà Vinh. Ca sĩ được đại đá hoài. Cà Mau. À, nghe nói Cà Mau xa lắm, ba cuối cùng bản đồ Việt Nam. Hết rồi nè. Quá dễ. Nè ông anh tôi lâu lâu mới trở lại. Lào Cai. Nói chơi thôi. Hà Nội. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông.
khăn em bay khi đó đó, đó. Đó.